thì cũng có một vị rất là nổi tiếng, đó là bà Visakha, hay dịch ra tiếng Hán ta gọi là Nguyệt Nữ Trang Đài. Đó. Bà này là một tín nữ thuần thành và cũng rất là mộ đạo, một lòng ủng hộ Tam Bảo, Đấy. Tâm của bà rất là thuần thiện. Đó. Đặc biệt đấy, gia đình bà thì rất là giàu có, vô cùng là lớn lao. Thế thì bà đấy là những người tín nữ đặc biệt mà Đức Phật ấy, khi mà chư tăng mà lỡ phạm tội, phạm giới, nếu mà bà tín nữ này bà trông thấy, bà đến bà mách Phật ấy, là Phật nghe cái lời bà tín nữ này xử tội chư tăng. Đó. Vì Phật biết là bà này nói là chính xác. Đấy. Khi bà Visakha này bà nói, bạch Thế Tôn, con thấy thầy ấy là phạm cái giới ấy, phạm tội ấy đấy. Thế như thế là Phật theo bà, Phật xử. Vì Phật biết bà này tâm thuần thành ngay thẳng và là một Phật tử đặc biệt. Thế thì bà sống đến những 120 tuổi cơ. Mà sức của bà, nếu trong kinh nói là bà có thể địch nổi cả 5 con voi. Bà sống đến 120 tuổi mà nhan sắc của bà vẫn giống như cô gái 18-20, khỏe mạnh vô cùng. Và bà tất cả là có hình như 120 người cháu, còn con thì cũng hình như cũng phải mấy chục con. Thế thì về sau người ta cũng, mọi người cũng rất là tò mò mới đến bạch Phật là tại sao bà Visakha lại có một cái thân hình đặc biệt, mạnh khỏe như thế và tuổi thọ lâu như thế, xinh đẹp như thế, mày đông con nhiều cháu thế, nhiều phúc báu thế. Thế thì Đức Phật nói bà này đã nhiều kiếp phục vụ chúng tăng, nhiều kiếp phục vụ chư tăng, cho nên được cái phước báo mạnh khỏe, trường thọ, con cháu đầy đủ như thế, do nhiều kiếp hộ trì cho Tăng Bảo, rất đặc biệt. Nên thưa đại chúng, sở dĩ mà Phật Pháp thời Đức Thế Tôn rất là hưng thịnh, không những vì đạo đức và trí tuệ của Phật, mà còn vì được cái hàng Phật tử tại gia nhiệt thành ủng hộ. Trong cái hàng Phật tử tại gia đấy, không thể quên các cái vị là Vương Tôn Công Tử và kể cả tầng lớp vua chúa đấy. Nghe không? Rất nhiều các vị vua đều là đệ tử của Phật hết. Nghe không? Cho nên là các vị ủng hộ Tam Bảo hết sức là nhiệt thành. Kính thưa đại chúng, chính vì thế mà giáo lý của Đức Phật được truyền bá rộng rãi vào đến tất cả các tầng lớp nhân dân. Đấy, ở Việt Nam mình thời Trần hoặc thời Lý, những vị vua mà là Phật tử hoặc những vị vua đi tu, cho nên là cả nước là theo Phật. Có thể nói dân Việt Nam thời Trần chẳng hạn là gần như quốc đạo. Thời Trần đạo Phật là quốc đạo rồi. Và có thể nói gần như hết thời toàn dân là theo Phật. Đó, theo Phật hết. Cho nên Thầy cũng dám mạnh miệng, Thầy nói là dân Việt Nam á, ai ai cũng có dòng máu Phật là thế đấy. Có phải không? Vì thời Lý Trần là gần như cả quốc gia là theo Phật hết. Thế đấy là trong đó có ông bà tiên tổ của mình rồi. Thế mình có phải là dòng máu của ông bà tiên tổ không? Cho nên dù người theo đạo nào ở Việt Nam bây giờ thì cũng đều có dòng máu của Phật hết đấy. Có phải không? Kính thưa đại chúng, dù người theo đạo nào, Thầy cũng dám mạnh miệng, Thầy nói đều có cái chất, có cái tố chất, có cái dòng máu Phật. Đó. Thì kính thưa đại chúng, bao nhiêu năm tháng đã qua, Phật Pháp ở trong nhân gian, thực ra mà nói thì đạo Phật là đạo để cứu độ chúng sinh, mà cái hàng ngũ đứng đầu là hàng ngũ tăng sĩ, là người đệ tử xuất gia của Phật, và tiếp theo đó là hàng cư sĩ Phật tử tại gia. Thì cái việc mà đưa giáo lý của Phật vào trong đời sống của xã hội, vai trò vị trí của người cư sĩ tại gia rất là quan trọng. Cho nên ở đây các quý Phật tử đây chính là những nhân tố tích cực để đem giáo lý của Phật vào trong cuộc sống, vào trong xã hội. Nghe không? Các Thầy thì không thể bủa đi khắp hang cùng ngõ hẻm được, mà các quý Phật tử mới đi được hết, vào tận nơi. Đó, chính quý Phật tử đem ánh sáng giáo lý của Phật đến với mọi người, đến với người thân trong gia đình mình, đến họ hàng thôn xóm mình, phường xã mình. Đó. Cho nên ý, người ta xã hội người ta cũng có thể đánh giá đạo Phật thông qua hình ảnh những người Phật tử tại gia này. Đó. Đấy, nếu mà chúng ta đi chùa mà không tu tâm dưỡng tính, vẫn tính nào tật đấy, thì người ta cũng sẽ chê ngay, bảo ôi giời ơi, cái bà ấy gọi là gì? Đấy, đi chùa miệng thì nam mô nhưng bụng một bồ rau găm ấy mà. Đó, người ta chê trách, có vào. Đó, nhiều cái thứ lắm. Cho nên ấy, cái vai trò của người Phật tử tại gia rất là quan trọng, rất quan trọng, không thể xem nhẹ được. Chính vì lẽ đó mà Đức Phật đã dành riêng hẳn một cái phần giới để dành cho Phật tử tại gia. Với Phật tử tại gia thì sẽ được lĩnh thọ 5 giới. Đó, 5 giới, Thầy vẫn nói vui, chính là 5 cái khung đạo đức để cho người Phật tử tại gia được đúc nên cái phẩm chất của người con Phật. Đó. Rồi Phật còn chế tiếp cho người Phật tử tại gia đến các cái giới của Bồ Tát, được thọ Bồ Tát giới. Đấy. Thì những cái giới đức ấy làm nên cái đức hạnh của người Phật tử tại gia. Nếu Phật tử tại gia mà có trì giới như thế thì đạo Phật rất là hưng thịnh, xã hội người ta rất là tin kính Tam Bảo. Thấy được người Phật tử như thế thì chắc rằng người thầy, người tăng sĩ phải thế nào. Đó. Thế hôm nay kính thưa đại chúng, chúng ta sẽ sang cái phẩm thứ 5, Đức Phật nói về người cư sĩ, người Phật tử ở tại gia. Chúng ta vào cái bài thứ nhất của phẩm thứ 5 này có tựa đề là Hoa sen trong giới cư sĩ. Hoa sen. Một hôm Đức Thế Tôn trú ở Savathi tại Jetavana. Tại đấy Đức Thế Tôn gọi các tỳ kheo lại và nói rằng: Này các thầy tỳ kheo, thành tựu 5 pháp này thì một vị cư sĩ là kẻ bị vứt bỏ ra khỏi giới cư sĩ. Ở đây nói là nam cư sĩ, nhưng mà thôi Thầy bỏ nam nữ gì cũng thế. Vứt bỏ ra khỏi giới cư sĩ là cấu ế, là tối hạ liệt cho cư sĩ. Thế nào là 5 điều? Ở đây Đức Phật gọi các thầy tỳ kheo lại. Đức Phật nói rằng á, cái người cư sĩ tại gia, nếu mà người này mà dính vào 5 cái việc này thì người này đáng bị vứt bỏ ra khỏi, không xứng đáng làm cư sĩ tại gia, là người cấu ế, là người hạ liệt. Đấy, chúng ta xem mình có bị dính vào trong 5 cái này không nha. 5 điều. Đó. Thế nào là 5? Phật nói để các thầy tỳ kheo biết. Và đây tất cả các sư cũng thế, cũng biết nếu một người cư sĩ tại gia mà dính vào 5 cái việc này thì tần suất không xứng đáng, không cho làm Phật tử nữa, không thể xứng đáng làm Phật tử được. Thứ nhất là gì? Là người này không có lòng tin. Tiếng là Phật tử đi chùa nhưng mà không tin. Không tin gì? Không tin Phật, không tin lời Phật dạy, không tin chúng tăng. Đã không tin. Đó. Nghe không? Không có lòng tin đối với Tam Bảo. Ở đây Thầy nhấn mạnh là đặc biệt là không tin đối với Phật, với giáo pháp của Phật. Nghe không? Tại vì chúng tăng bây giờ thì Thầy cũng thừa nhận có những vị chưa phải được đầy đủ chân chính, nghe không? Nhưng mà ở đây muốn nói tăng ở đây tức là đoàn thể tăng, nghe không? Đó. Thế thì kính thưa đại chúng, nếu một người cư sĩ tại gia mà không có lòng tin thì chúng ta thấy thế nào? Đi chùa nghe pháp có lợi ích gì không? Đó. Đi chùa cho nó vui thôi chứ có tin gì đâu, không tin gì cả. Cho nên ý, chúng ta nhớ lòng tin là mẹ của các công đức. Nhất là chúng ta ở đây là người được cái tiếng là sinh hoạt trong lĩnh vực tâm linh, Tâm linh mà thiếu lòng tin, thiếu đức tin không bao giờ thành tựu cả. Nghe không? Phật, Thánh, Quỷ, Thần, người ta thấy rất rõ cái tâm mình. Mình làm cho có lẽ, chứ mình có tin đâu. Không thành, không thành tựu. Đó. Cho nên chúng ta thấy cái đức tin là cái đầu tiên. Tại sao Phật lại nói là người Phật tử, người cư sĩ tại gia phải rèn cho mình được cái đức tin. Phải tin đó. Chứ còn bảo tôi đi chùa cho nó vui thôi, chứ tôi làm gì có tin, làm gì có Phật Thánh gì các vị. Làm gì có. Đó. Thế rồi bảo nếu có Phật Thánh thì sao Phật Thánh không mấy cái thằng hư ăn trộm, nên Phật Thánh vật nó chết ngay đi. Nhiều vị nói thế. Có phải không? Thế rồi là không tin. Không tin có trời, có Phật, có Thần, Thánh. Chả tin. Quỷ ma không tin. Đó. Đấy, cái người thiếu lòng tin như vậy thì chúng ta biết làm sao. Họ khó có thể nảy nở được các cái căn lành, các cái thiện căn. Rất khó. Rất khó mà nảy nở được các cái thiện căn. Cho nên Phật nói lòng tin hay đức tin là mẹ sinh ra tất cả các công đức. Khi chúng ta đã tin rồi thì chúng ta mới hành. Chúng ta theo Phật dạy, chúng ta thực hành. Đó. Cho nên ở trên đời này cái người không có lòng tin là người rất đáng sợ. Rất đáng sợ. Đi ra nước ngoài mà người ta hỏi mình có theo tôn giáo nào không, bảo không theo. Tôi không tin có Thần, Thánh, Chúa, trời, Phật gì cả. Người ta sợ lắm. Cái người không có đức tin, không có lòng tin rất đáng sợ. Không tin gì thì có sợ gì đâu. Làm gì có trời, Phật, Thánh, Thần gì mà sợ. Phải không? Cái người ấy có sợ ai? Không sợ ai, người ta sẵn sàng, người ta tạo tội, sẵn sàng ác hại, sẵn sàng làm những cái điều tồi tệ nhất. Họ có sợ đâu. Đấy. Thế còn nếu mà tin là tự nhiên biết sợ việc ác, biết làm việc lành. Đó, cho nên sinh ra các công đức ở chỗ đó. Và khi đã tin rồi thì chúng ta có sức mạnh. Có lòng tin là có sức mạnh. Đấy, lòng tin sinh ra cái sức mạnh rất lớn. Kể cả đối với người bệnh cũng thế. Người bệnh mà có lòng tin mạnh cũng sinh ra công đức và cũng giúp cho họ, trợ duyên cho họ rất nhiều trong việc trị liệu, chuyển hóa bệnh tật. Đấy. Thế là các Phật tử ở đây hôm nay, cái Đức Phật nói điều này để nhắc lại chúng ta. Thầy biết là các Phật tử ở đây đều có lòng tin, nhưng mà tin nhiều hay tin ít? Có Phật tử cũng tin nhưng cũng hời hợt thôi. Còn nếu mà tin chân thật thì phải y giáo phụng hành. Phật dạy nào mình hành như thế, chân thật mới thật, đấy là thể hiện lòng tin. Còn mình cũng cho nó qua loa, có tin nhỉ, qua loa thôi. Để kiểm lại cái lòng tin của mình. Đó, lòng tin, kính thưa đại chúng, trong kinh Kim Cương Phật dạy đó, nếu người thiện nam, thiện nữ mà có lòng tin thanh tịnh, người này cũng có thể thấy được đạo. Đấy, người ta gọi là tịnh tín. Tịnh tín tức là lòng tin trong sạch. Lòng tin trong sạch là cái rất là đặc biệt để cho người ta có thể thể nhập được đạo. Thế thì làm sao mà lòng tin trong sạch? Chính để có lòng tin trong sạch thì phải sạch cái lòng mình mới tin được. Cái người tâm tối khó có lòng tin được lắm. Thưa đại chúng, cái người mà tâm tối họ khó sinh được lòng tin. Đó, không sinh lòng tin. Mà lại càng không thể sinh được tịnh tín, tức là lòng tin trong sạch. Không có. Đó. Cho nên ở đây Phật nói nếu một người Phật tử, người cư sĩ mà không có lòng tin thì người này không xứng đáng là Phật tử. Vì người này không thể nảy nở phát triển các cái căn lành được, các cái thiện căn được. Đó. Cho nên ấy, các Phật tử qua cái điều này phải trau dồi cho mình đức tin. Đặc biệt đây là đức tin với Tam Bảo. Tin lời Phật dạy, nghe không? Phải tin chắc như vậy. Thứ hai, nếu người Phật tử này ác giới nghĩa là gì? Phạm vào các cái điều ác. Phật tử tại gia đáng nhẽ phải giữ gìn 5 giới, không giết người, không ăn trộm, ăn cắp, không tà dâm, không dối láo, không nghiện ngập, thì mình lại ngược lại, mình ác giới. Không những không giết người mà mình lại giết người. Không những giữ gìn tài sản cho người, mình lại đi ăn trộm ăn cắp, nghe không? Rồi mình tà dâm ngoại tình, mình lường gạt, dối láo, mình bê tha nghiện ngập. Đó, gọi là ác giới. Cái người này ở tại gia mà ác giới. Đó, chúng ta phải kiểm lại, nghe không? Đó. Bây giờ Phật tử tại gia lĩnh thụ 5 giới rồi, mà cứ suốt ngày thấy mình lè nhè bên quán rượu, chay 7 quăng ra, chay 3 quăng vào, xong rồi sinh sự, thì người này phá hại Phật Pháp rất nhiều. Người ta đấy, úi rồi đấy, đi chùa đấy, Phật tử đấy, nghe không? Thế là người ta không tin, người ta úi rồi đi học gì. Đó. Hay là Phật tử bây giờ ra chợ, chắp tay và chửi nhau với bạn hàng. Đấy, bao nhiêu năm tháng qua ở đây Thầy nói, xã hội người ta bị suy giảm lòng tin với Phật Pháp chính do cái này. Các Phật tử không được giáo dưỡng, không được giáo dạy, không biết sống như thế nào, làm cho chính cha của mình là Phật đây bị mang tiếng lấy. Đến lúc người ta xếp đạo Phật chỉ là cái đạo mê tín để là dành cho mấy người già, mấy người thất cơ lỡ vận, chán đời thất tình thì mới vào chùa, nghe không? Thế thôi, ẩn dương nương Phật đấy. Lỗi ở trong đó có lỗi của mình đấy. Đấy, lỗi của mình đấy. Chứ còn nếu chúng ta thật sự tin Phật, y theo lời Phật dạy, chúng ta hành trì giới đức trang nghiêm, thì tự nhiên tất cả xã hội người ta phải đánh giá mình khác hẳn. Đó. Cho nên ấy, nếu mà cái người Phật tử này ác giới, không phải là người thiện giới, không có đức hạnh, phạm vào các giới đức này, người ấy không xứng đáng là Phật tử, không xứng đáng Phật tử. Đấy, chúng ta phải kiểm lại. Chúng ta mặc cái áo Phật tử, nói rằng con là Phật tử, con đi quy, con có đàn, có điệp hẳn hoi, con lĩnh thụ giới rồi mà mình ác giới, phạm giới, thì mình có xứng đáng không? Không xứng đáng. Đấy, không xứng đáng. Nha. Ở đây Thầy nói là mình sao? Mình thường ác giới, thường phạm giới, phá giới. Chứ còn lỡ 1 lần, 2 lần, 3 lần, cái chuyện lỡ do không đủ cái năng lực để giữ giới thì có thể châm trước. Chứ còn thường phạm mà lại không sợ hãi, không hổ thẹn thì người này gọi là ác giới. Là ác giới. Đó. Rồi cái thứ ba, người này đoán tương lai với những nghi lễ đặc biệt. Tức là người này làm sao? Tiên đoán tương lai với những các cái kiểu lễ bái kỳ đặc, nghe không? Kỳ đặc bày ra có rất nhiều những các cái nghi lễ bày ra rồi để mà tiên đoán tương lai vận mệnh của con người. Đặc biệt ở đây những các vị thầy phù thủy, thầy cúng, đã những cái vị đó bày ra rất nhiều những cái trò lạ đời để lường gạt người ta, để nói về tương lai số phận người ta. Đó, nói tương lai số phận người ta, tức là vị này tin tưởng cái đó, đi tin những cái điều đó, mà sao? Mà không có lòng tin ở lời Phật dạy, ở nhân quả. Chúng ta đã tin Phật dạy, tin nhân quả thì nghĩa là sao? Tương lai là cái quả của hiện tại. Ngày hôm nay, ngày hôm qua mình gieo cái gì, tương lai mình sẽ gặt cái quả đó. Chứ không phải bày ra những các hình thức kỳ lạ, kỳ bí để rồi chúng ta mong đợi một cái tương lai huyễn hoặc. Phải tu tập, phải chuyển hóa ngay trong hiện tại này. Cái đó đấy, nghe không? Phật dạy nó như vậy. Biết tương lai chính là ở trong cái hiện tại này. Đấy. Từ ngày xưa thì nó có rất nhiều, nhất là các cái phái ngoại đạo, bằng môn ngoại đạo, họ bày ra nhiều cái. Đó, chúng ta xem trong các cái phim đấy, họ chiêm tinh, họ bày ra những cái nghi lễ rất là ghê, có khi phải mang cả người lên để tế, sống người. Thế rồi các vị ra coi sao, coi này cái khác rồi mới tiên đoán vận mệnh tương lai. Làm những cái lễ như thế đó, mà mình đi mình tin theo. Cái đó không đúng. Nhà không đúng. Rồi, người này tin vào những cái điềm mà không chịu tin vào hành động. Đấy, ở đây Phật dạy, người này chỉ suốt ngày đi xem điềm như nào thôi, mà không tin vào cái hành vi, hành động của mình. Tất nhiên ở đây Thầy nói cái điềm báo là có, chứ không phải không có. À, ví dụ trời mà sắp mưa thì có gì? Là có mây, có sấm, có gió lạnh. Đấy là điềm báo. Cái điềm là có, không phải không có. Có phải không? Đó. Thế mình mà bị cảm thì bắt đầu nó có những cái biểu hiện. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ tin vào cái điềm ấy mà lại không tin vào hành động của mình thì là sai. Ý lại số phận của mình vào cái điểm ấy, ý lại cái sự việc của mình vào cái điểm ấy. Nếu nhìn cái điểm ấy bảo thế là tốt rồi, thôi mặc kệ thôi, không phải tu dưỡng gì nữa, hỏng, chủ quan hỏng. Cho nên Phật mới nói là tin vào cái điểm mà không tin vào hành động của mình, nghe không? Phải tin ở chính hành động của mình đó. Đại chúng nhớ nào. Đấy, cái người này như vậy là sao? Người này nó thiếu một cái chân thật tu hành, viển vông, đã trông chờ vào cái điểm ấy thôi. Thế xong rồi không tự thân phấn đấu, không tự thân tu dưỡng, cố gắng. Cái tình trạng này bây giờ rất nhiều. Nhất là các quý Phật tử thường hay đi xem bói, nghe không? Bói bài tây, bói lá dầu, bói cái nọ, bói cái kia, bói quẻ, bói thẻ, rất nhiều thứ. Tin theo cái điểm của cái quẻ, cái thẻ đấy, rồi ý theo vào đấy. Nghe không? Ví dụ quẻ nó bảo năm nay thế này là tốt, là thế nọ thế kia, thế là ý vào đấy mà kệ thôi, không rèn luyện, không cố gắng. À, đấy là tin theo cái điểm mà không tin vào hành vi của mình, hành động của mình. Phật quả trách chúng ta nếu chúng ta như vậy. Chúng ta phải có lòng tự tin vào chính hành vi của mình và tin chính mình là người tạo ra số mệnh của mình. Mình là người tạo ra số mệnh của mình, nghe không? Mình là chủ nhân tạo ra cái vận mệnh của mình đấy. Phải nhớ như vậy. Cái điều này không phải dễ đâu thưa quý Phật tử. Không phải dễ đâu. Người có đủ lòng tin thế cũng không phải dễ đâu đấy. Nếu mà đủ lòng tin như vậy, người ấy sẽ rất tự lực, và kiên quyết rèn luyện mình, tu sửa mình. Còn nhiều người ý lại lắm, ý lại chắc là giời sắp đặt rồi, thôi. Rất nhiều, ngay trong hàng ngũ Phật tử mình đây này, mà không kể Phật tử, nhiều khi kể cả người xuất gia cũng ý vào như thế. Tin là có cái số mệnh an bài sắp đặt rồi, thế là chả rèn rũa phấn đấu gì cả, không sửa, tu sửa thân tâm mình. Đó, người này như thế Phật nói cũng không xứng đáng làm cư sĩ, chứ đừng nói đến làm tu sĩ. Nghe không? Tin vào những cái điểm mà không tin vào hành vi của mình, hành động của mình. Đó. Phải biết là hành vi mới là nhân để chiêu cảm lên cái quả. Hành vi tốt hay xấu là nhân chính để chiêu cảm cái quả tốt hay xấu đấy. Chúng ta gieo hành vi là gieo số phận đấy. Người ta nói rồi đấy. Đấy. Gieo hành vi gặt nhân cách, gieo nhân cách gặt số phận ở chỗ đó. Đó. Cho nên đây Phật dạy rất rõ. Cái người cư sĩ tại gia là đệ tử của Phật mà lại đi tin vào những cái điểm mà không tin vào hành động của mình, không tự tin vào hành vi của mình thì chưa xứng đáng là Phật tử. Đó. Rồi cái người này đi tìm kiếm ngoài tăng chúng người xứng đáng tôn trọng và tại đấy phục vụ trước. Cái chỗ này là thế nào? Cái người cư sĩ này đi tìm ngoài tăng chúng, không tìm ở trong tăng, đi tìm ở các bên ngoài, tìm ở đoàn thể này, đoàn thể kia, tìm ở tôn giáo này, tôn giáo kia, mà lại không đi tìm ở trong tăng chúng. Những người xứng đáng tôn trọng và tại đấy phục vụ người ta trước. Nghe không? Cái này là Phật quả trách đấy nha. Chúng ta nếu là đệ tử Phật, Phật tử tại gia, chúng ta phải tìm ngay trong tăng đoàn, trong tăng chúng của chúng ta. Những ai là xứng đáng, những ai là đức hạnh, đạo cao, đức trọng để chúng ta tôn kính, phục vụ trước. Ở đây là Phật nói rất rõ là phục vụ trước. Thế mà mình không đi, mình tìm, mình chạy ra, mình đi xem bên tổ chức này, bên tổ chức kia, bên tôn giáo này, bên tôn giáo kia, bên cái nhóm này, nhóm ông thầy địa lý này, nhóm ông thầy phong thủy kia, phải không? Ông này hay lắm, đến đấy lễ bái ông ấy trước, phục vụ ông trước, trong khi là trong đoàn thể chư tăng mình không tìm. Cái này là lỗi. Bổn phận của mình là Phật tử tại gia, mình phải làm sao cho Phật pháp hưng long. Cái người ngay trong tăng đoàn, tất nhiên thầy biết là trong tăng đoàn vẫn có những nhân tố chưa phải là tốt và có những tu sĩ chưa phải là xứng đáng phẩm chất, nhưng mà nói gì thì nói, trong tăng đoàn vẫn rất là nhiều những bậc cao đức. Chúng ta phải tìm những các vị đó để cung kính, để phụng sự. Phải tìm trước. Mình là đệ tử, mình là Phật tử, phải tìm trong đại chúng của mình trước đã. Thế mà bỏ, phải không? Đi tìm, có khi ở chúng ngoại đạo, đi tìm chúng ngoại đạo. Rất nhiều, cái này nhiều lắm. Nhiều Phật tử không tham vấn quý thầy, chạy theo các vị phong thủy, chạy theo các vị địa lý, chạy theo các vị thầy cúng. Đó, chạy theo những vị ấy, chạy theo những vị, kể cả đây thầy nói, kể cả những vị đồng bóng. Không phải không? Đó. Chạy theo những vị đó, thầy pháp, tôn trọng họ trước, có khi kính trọng họ hơn cả chúng tăng, phục vụ họ trước. Cái đó Phật quả đấy là lỗi. Lỗi đấy. Cái người ở ngoài đạo như thế, họ thực sự làm gì có giới đức. Không có giới đức. Họ năm giới có khi họ không bằng các Phật tử. Ở đây thầy nói nếu Phật tử giữ gìn được năm giới cho tốt, kể cả quỷ thần người ta cũng còn kính nể cơ mà. Thế cái người họ ở ngoại đạo, họ không phải ở trong Phật Pháp, họ có giữ giới đâu, họ có thụ giới đâu. Thế mà mình đi, mình chạy theo họ, cung kính tôn trọng họ trước. Mà trong khi thầy mình, phải không, chư tăng, những bậc đạo cao đức cả, mình bỏ bê, mình không cung kính, không tôn trọng. Cái này Phật bảo đây là lỗi. Đó. Nếu đủ 5 cái điều này, một người cư sĩ tại gia mà đủ 5 cái yếu tố này thì người này, Phật dạy sao? Là người phải vứt bỏ ra khỏi hàng cư sĩ, là người cấu ế, là người hạ liệt, tối hạ liệt luôn. Phật nói là tối hạ liệt, tức là rất thấp kém, không xứng đáng làm cư sĩ tại gia nữa. Đấy, các quý Phật tử nhớ. Rồi Phật dạy, nếu mà người Phật tử tại gia thành tựu được 5 pháp này thì người ấy là hòn ngọc trong giới cư sĩ, là hoa sen, là đáng tôn trọng trong giới cư sĩ. 5 điều đó là gì? Thì chúng ta biết rồi. Thứ nhất là có lòng tin, có đức tin. Thứ hai là có giới, không phải ác giới mà có giới mà đây gọi là thiện giới. Thứ ba là không đồ đoán tương lai với những cái nghi lễ huyền hoặc, không tin vào những các cái điểm hay là chỉ bám chấp vào các cái điểm, mà biết tin ở hành động, ở hành vi của mình, tin vào hành vi của mình. Và người này không tìm kiếm ngoài tăng chúng những người xứng đáng tôn trọng và phục họ, vụ họ trước, không mắc vào năm cái lỗi kia. Ngược lại thì người này làm viên ngọc, người này là hoa sen trong hàng cư sĩ, biết cung kính chúng tăng. Đó là đặc biệt. Đấy, thì kính thưa đại chúng, chúng ta thấy được cái bổn phận của người Phật tử tại gia, người cư sĩ tại gia. Phật nói rất là rõ, mình xem mình có xứng đáng, đã tròn những cái phần này chưa, nghe không? Nếu mà mình ai có lỡ mắc vào một trong năm cái điều này thì ta phải kịp thời chấn chỉnh để cho nó xứng đáng, để xứng đáng. Đó, mình làm được thì mình là viên ngọc đấy, là hoa sen. Cái người này cũng sẽ góp phần làm cho Phật pháp được hưng thịnh, cho Phật pháp hưng thịnh. Đấy. Thưa đại chúng, thì các Phật tử thấy ý thức được cái điều này, có lòng tin này, tin chắc Tam Bảo, tin lời Phật dạy, tin giáo pháp Phật dạy, có thiện giới, đã thù giới của Phật rồi, kiên quyết giữ gì. Đấy, cái giữ giới bây giờ là rất quan trọng, giữ giới rất quan trọng. Phật tử chùa mình đấy, rất nhiều Phật tử tinh tấn, phải biết giữ giới rất tinh nghiêm, cái đó là cái đáng quý vô cùng, chứ không phải chuyện thường đâu. Có khi nhiều người xuất gia làm chưa được. Đó, tinh tấn, cái điều đó rất đáng quý, rất là đáng quý. Giữ giới tinh nghiêm, tại gia giữ được giới rất là khó, không phải dễ. Thì chúng ta rất là nhiều duyên, rất nhiều cái khiến cho mình phạm vào giới, mà mình giữ được là cái điều rất khó, khó lắm đấy. Cho nên cái này nó tương ứng với câu thứ nhất, tu tại gia mà. Khó thật chứ không phải dễ, khó lắm. Ở tại gia phải đi liên hoan, đi ăn, đi nhậu, mà đến đấy người ta ép uống rượu mà sao không uống sao được, khó lắm. Từ chối được làm việc khó. Họ mồi chài, họ kéo vào, đối đãi trên dưới nhiều thứ lắm. Cho nên cái chỗ này là nếu giữ được thì đúng là viên ngọc, là hoa sen. Thì kính thưa đại chúng, qua bài số 1 này thì chúng ta thấy được Đức Phật nói rất rõ cái phẩm chất của người Phật tử tại gia, nghe không? Như thế nào cho xứng đáng là người con Phật. Bây giờ chúng ta sang tiếp bài tiếp theo, có tựa đề là bổn phận của người gia chủ. Hôm ấy Đức Thế Tôn trú giữa dân chúng Cô Ly tại thị trấn Sanzenlala, rồi gia chủ, đây là ông cấp cô độc này, đi đến đảnh lễ, ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn nói với gia chủ cấp cô độc như sau. Các Phật tử thấy đúng là thời Đức Phật hạnh phúc thật, thấy không? Có cái gì khúc mắc ấy chạy đến gặp Phật ngay. Bạch Phật, là Phật nói rất rõ nhân rõ duyên, từ những chuyện tiền kiếp cho đến những chuyện sau này, phải nói là sung sướng. Mình bây giờ đúng là bạc phước thật, nghe không? Kém quá. Đến chùa thì để gặp được tượng Phật thôi. Đấy là mình cũng thiếu phước đấy. Còn thời xưa người ta có gì người ta đến chạy đến Phật. Đức Phật nói với ông cấp cô độc thế này: Này ông cấp cô độc, thành tựu 4 cái pháp này thì vị gia chủ, thánh đệ tử bước vào con đường thích đáng của gia chủ, con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến cõi trời. Thế nào là 4? Đấy, Đức Phật dạy cho người Phật tử tại gia cái con đường để đưa lại tiếng tốt, đưa đến cõi trời. Tại sao mà Phật tử tại gia thì thường hay thích lên cõi trời? Vì người tại gia, nói thật, Thầy nói thật bảo bây giờ thôi, các cô, chú gắng tu để giải thoát luân hồi sinh tử mà không chưa chịu đâu. Con vẫn thích ở tại gia cơ, và thích ở cái nhà cho nó to, phải không? Rồi gia đình phải tốt hơn, vợ đẹp, con khôn, nhiều thứ. Chứ bảo bây giờ con tu để giải thoát, chả biết giải thoát đi đâu. Nào, nên niết bàn thì chưa biết niết bàn thế nào. Cho nên ấy, đúng là người tại gia đó, ở đây Thầy không nói là Phật tử, mà người ở tại gia, họ không thích giải thoát. Nói thật là không thích giải thoát. Thấy không? Họ thích cái gì? Thích sướng như cõi trời thôi. Bảo, sướng như trời cho nên là thích lên trời thôi. Sung sướng như cõi trời. Nên cho nên Phật thì Phật cũng rất biết cái tâm lý này. Cho nên Phật nói là nếu các vị muốn lên trời thì các vị thực hiện những cái như thế này. Đây thì nào, ở đây này gia chủ, vì thánh đệ tử hộ trì cho chúng tỳ kheo. Nếu mà người tại gia hộ trì cho chúng tỳ kheo, tức là người xuất gia, hộ trì như thế nào? Hộ trì chúng tỳ kheo với y áo, với đồ ăn, với sàng tọa, với thuốc men. Tức là gì? Cư sĩ tại gia cúng dường cho chúng tăng, cho người xuất gia, gọi là tứ sự đấy, y áo, ẩm thực, sàng tọa hay là ngọa cụ, thuốc men. Người xuất gia cần 4 cái đó thôi, 4 cái đó là chính: y áo, ẩm thực, thuốc men, sàng tọa hay là cái tọa cụ đấy, để mình tọa thiền tu tập. Nếu mà thành tựu 4 pháp này thì vị gia chủ đệ tử của Phật sẽ bước vào con đường thích đáng của gia chủ. Con đường này đem lại được tiếng tốt, đưa đến cõi trời. Đấy. Ai mà làm được cả 4 việc này thì người này sẽ được cái tiếng tốt, tức được danh tiếng, và sau này bỏ báo thân cõi người sẽ được sinh lên cõi trời. Sẽ được sinh lên cõi trời. Đó. Con đường ấy là con đường sinh cõi trời đấy. Phụng sự cúng dường chúng tăng, tứ sự, mình gọi là tứ sự cúng dường, hay là các Phật tử hay gọi là cúng dường trai tăng đấy. Vào y phục, ẩm thực, thuốc men, ngọa cụ, cúng dường tứ sự, để cho làm sao mà mình cúng dường thế mà mình lại được sinh lên trời, là vì cái phước của mình tăng trưởng. Khi tăng chúng tu hành, nhờ đầy đủ tứ sự tăng chúng tu hành tốt thì phước báu ấy mình được hưởng, có gì đâu. Mình được hưởng cái phước báu đó, không ai hưởng đâu. Mình sẽ được hưởng cái phước báu đó. Và kính thưa đại chúng đấy, bây giờ chúng ta ngẫm mà xem, nếu ở trên thế gian này không có bóng của chư Tăng, mình thấy có buồn không? Rất là buồn, nghe không? Mình muốn cúng, chẳng biết cúng ở đâu. Đó. Thế thứ hai nữa là chư Tăng ấy, là cái tướng của giải thoát. Cái tướng của chư Tăng là tướng giải thoát. Ở đây Thầy mới nói cái tướng thôi. Thế cho nên ấy, nhờ cái tướng ấy mà nhiều khi cái chủng tử lành của mình nó được khơi dậy. Chưa biết ông Tăng ấy là tốt hay xấu thế nào, nhưng mà cứ nhìn thấy tướng ông ấy là trong tâm mình nó khởi dậy cái hạt giống thiện lành. Chư Tăng là cái tướng, mà tướng của Phật. Cho nên ấy, mình nhìn thấy ông là mình thấy trong tâm mình nó khởi được cái hạt giống lành. Nghe không? Khởi được cái thiện tâm. Nó vậy đấy. Cho nên nếu mà trần gian này mà vắng bóng chư Tăng á, quả thật là thiệt thòi vô cùng. Những hạt giống tốt mình nó không có cái duyên để nó nảy nở. Không có duyên nảy nở. Đó. Ở đây Thầy nói cái chỗ này là chỗ cái tướng của người Tăng. Rất là quý chứ không phải không đâu. Thế thì nếu mà một vị cư sĩ mà biết hộ trì chúng tăng tứ sự này thì đây là con đường để được đưa đến tiếng tốt, danh thơm tiếng tốt và đưa đến tái sinh lên cõi trời, đến cái chỗ sung sướng. Mà không phải là đợi đến nhắm mắt mới tái sinh đến cõi trời, mà ngay trong đời này, ngay trong đời này, nếu mà quả phước trổ sớm, người ấy cũng sẽ được thụ hưởng giống như cõi trời vậy. Đấy. Ở trong trần gian chúng ta tuy cũng làm phẩm người đấy, trong phẩm người chúng ta đây á, có người như là trời, có người như địa ngục, có người như ngạ quỷ, có người như súc sinh, như thú vật. Cũng là cái phẩm của loài người đấy, cũng đầu, cũng mắt, cũng chân tay này, nhưng mà cũng chia ra như vậy đấy. Có những người như là cõi trời đấy, họ giống như cõi thiên đấy. Đại chúng có thấy không? Đấy. Họ giống như người cõi thiên, cõi trên. Có những người như địa ngục. Chúng ta đã đến những cái chỗ thấy đúng thật, họ giống như địa ngục chứ không phải không. Là người mà là địa ngục. Có những chỗ người mà là súc sinh, là thú vật đấy. Đấy, cũng tướng mạo là người mà lại là vật, là con vật không khác, y như con thú vậy. Nghe đấy, thế thì chúng ta thấy thế nào? Không phải đợi lâu xa, ngay trong kiếp này, một người biết ủng hộ, hộ trì chúng tăng đầy đủ tứ sự như vậy, nếu quả phước người ta chín kịp thời, trổ ra người ta cũng có thể được thụ hưởng cái phước báu như cõi trời, không phải không? Còn ấy, khi bỏ mãn báo thân này, mà bỏ báo thân này người ấy được sinh lên trời. Bậc hiền trí thực hiện con đường thật xứng đáng của người làm gia chủ, hộ trì cho các bậc có giới đức, bậc sở hành chân chính. Ở đây Phật dạy những bậc hiền trí, những người hiền thiện và có trí tuệ ở trong đời thì làm sao? Họ làm như thế này là thực hiện, đang bước chân trên con đường rất là xứng đáng. Hộ trì cho các bậc có giới đức. Nghe không? Mình hộ trì, mình bảo vệ, mình ủng hộ cho các bậc có giới đức. Hộ trì cho những bậc có cái sở hành chân chính, cho những bậc chân chính tu hành. Mình biết hộ trì cho họ. Hộ trì họ với tứ sự là y áo, ẩm thực, sàng tòa, thuốc men trị bệnh. Thế thì công đức của người này càng ngày càng tăng trưởng, thường hằng ngày lẫn đêm. Cái người mà biết lo lắng, biết bảo hộ, biết hộ trì cho những bậc có giới đức, cho những bậc có sở hành chân chính, tu hành chân chính thì sao? Thì người này, ở đây Phật dạy công đức của họ tăng trưởng cả ngày lẫn đêm. Và do đó cái nghiệp hiền thiện, cho nên họ được đi đến cảnh giới của chư thiên. Họ được đi đến cảnh giới chư thiên, tức là cảnh giới của cõi trời. Đã. Thì kính thưa đại chúng, cái này các quý Phật tử chúng ta đã nhiều người biết làm, nghe không? Và cũng thường làm. Và qua kinh nghiệm thầy thấy nhiều Phật tử khi họ làm cái pháp cúng dường hộ trì chúng tăng xong rồi thì chắc chắn là biết và tự thân tâm được rất thơ thới. Ở đấy thầy nói khi mình làm cái việc này xong, chính tâm mình nó đã được tương ứng với cái tâm cõi trời rồi. Đấy, nhất tâm đến vào phụng sự chúng tăng, xong cái tâm mình nó rất là thảnh thơi. Cái tâm ấy là tâm như cõi trời rồi đấy, tương ứng với tâm của cõi trời. Đấy. Có thể mình có khi trước đó mình rất là sầu não, rất là phiền muộn, nhưng mà khi mà hộ trì chúng tăng xong, cái phước hiện tiền đó, nó đã làm cho tâm mình tương ứng với tâm cõi trời rồi. Mình đã thấy an lạc, thấy an vui rồi. Đó, cái đó là lẽ chân thật. Đó, từ cái tâm, sau này nó chiêu ra cái quả hiện vật, sự vật. Đó. Thế thì kính thưa đại chúng, Đức Phật dạy cho người Phật tử tại gia con đường để sinh thiên. Mình muốn sinh thiên thì đưa con đường đó. Tu tập thập thiện nghiệp đạo hoặc là ủng hộ, hộ trì cho các bậc có giới đức đầy đủ tứ sự. Đấy, đấy là con đường để mình được sinh lên cõi trời, được thụ hưởng cái phước báu ở cõi trời. Đương nhiên là cõi trời nó bớt khổ não hơn các cái cõi khác. Trong lục đạo luân hồi thì cõi trời là sung sướng nhất. Cõi người thì khổ vui bằng nhau. Đấy là nói như vậy thôi. Chứ còn trong cõi người mình đấy, có nhiều vị khổ lắm chứ không phải bừa. Rồi cõi địa ngục là cái cõi tăm tối khổ nhất, khổ liên tục không có lúc nào ngừng. Nghe không? Yeah. Thì Phật mới dạy đó, trong các cõi luân hồi thì có cõi người là dễ tu vì có khổ và có vui. Nghe không? Nên cõi trời thì sướng quá rồi nhiều khi là chỉ nghĩ đến hưởng thụ mà quên mất tu. Có bao giờ thấy khổ đâu. Chúng ta ở đây lâu lâu rồi gặp cái cảnh khổ, gặp một cái chuyện buồn, chuyện khổ rồi mới nghĩ đến tu. Có nhiều vị đó, nếu mà họ cứ thuận buồm xuôi gió hết đấy, vào con đường cái gì cũng tốt đẹp, họ chả bao giờ nghĩ phải đi chùa, chẳng bao giờ phải nghĩ đến học Phật. Nhưng mà đùng một cái tự nhiên xảy ra một cái sự cố, rồi thất vọng, rồi đổ vỡ, hoặc tự nhiên rồi lâm ra cái bệnh trọng, lúc ấy bắt đầu nghĩ đến Phật Pháp, nghĩ đến chùa chiền. Cho nên Phật mới dạy là bệnh khổ nhiều khi lại là gì? Là thuốc thần. Không có bệnh khổ chưa chắc đã biết con đường đi đến chỗ tìm giải thoát. Đó. Đấy là cái bài thứ hai trong cái phẩm cư sĩ này. Đức Phật dạy về cái vị gia chủ, tức là một người ở tại gia. Người này có thể không phải là cư sĩ, không phải là Phật tử, nhưng mà cái con đường để cho một người tại gia có thể được hưởng cái phước chư thiên, được sinh chư thiên là con đường đó đó. Nghe không? Chúng ta tôn trọng, cung kính, hộ trì các bậc có giới đức, tứ sự, nghe không? Tứ sự với lòng chân thành, cung kính thì mình vẫn được cái phước sinh thiên, được hưởng cái phước đó. Bây giờ chúng ta sang cái bài tiếp theo nói về 5 cái giới của người Phật tử tại gia. Cái này ở đây Phật nói không phải chỉ như là Thầy truyền giới. Chúng ta sẽ đi vào bài kinh này. Một thời Đức Thế Tôn đang đi bộ hành giữa dân chúng ở Magadha. Các vị nam cư sĩ ở làng Patali đi đến đảnh lễ và bạch Đức Thế Tôn rằng: kính mong Thế Tôn trú ở giảng đường của làng con. Ngày xưa dân họ khi họ biết đến Phật, họ hay lắm là mỗi làng tự cất lên một cái giảng đường để nếu mà Phật hay là chư tăng đến đấy có nhân duyên là thỉnh các ngài vào cái giảng đường ấy rồi kéo toàn dân ra đấy để nghe giảng. Nghe không? Hay như vậy đó. Đã. Bây giờ mình thì có cái nhà sinh hoạt cộng đồng, wow. Nhưng mà nhà sinh hoạt cộng đồng bây giờ thì chưa được phép để giảng Phật Pháp ở đó. Được phép, phải được phép của chính quyền. Đó. Thế nhưng mà thời Đức Phật là những cái làng mà quê mà đã biết đến Phật, biết đến chúng tăng là họ dựng một cái giảng đường lên. Ở trong làng có một cái giảng đường. Hễ mà chư tăng hay chư Phật mà đến ấy, Đức Phật đến là họ thỉnh các ngài vào đấy và kéo dân ra đấy để nghe giảng Pháp. Thế thì dân chúng ở cái làng Patali này gặp được Phật và họ mới thỉnh là thỉnh Thế Tôn trú ở giảng đường của làng con, ở cái địa phận của họ. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi khi đến giảng đường, ngài bảo các vị nam cư sĩ ở làng Patali thế này: này các gia chủ, có 5 điều nguy hiểm cho người phạm giới. Có 5 điều nguy hiểm cho người phạm giới nha. Thế nào là 5 điều đó thế này: ở đây này các gia chủ, người phạm giới do nhân duyên phóng dật ấy nên bị hao tổn mất tài sản lớn. Nghe không? Đấy các quý Phật tử, chúng ta do cái nhân duyên phạm giới cho nên nó hao tổn mất tài sản lớn. Một người tu tập đã lĩnh thọ giới pháp của Phật mà phá rồi phạm một giới, phạm giới rồi còn phá giới nữa. Cái chữ phạm với chữ phá nó khác nhau một chút. Phạm ấy là có thể do mình không đủ năng lực, không đủ sức mạnh để giữ gìn cho nên phạm. Còn phá là biết rồi nhưng mà cố phạm, cố phá, không sợ, Ôi giời, thọ giới thì thọ chứ, có vấn đề gì, phải không? Đấy gọi là phá. Cái người cố tâm phá đấy thì cái báo nó nặng hơn cái người phạm. Đó. Thế thì cái duyên ấy, phóng dật như thế cho nên là hao tổn mất tài sản lớn. Đây là điều nguy hiểm thứ nhất. Nha, cho nên cái này các Phật tử nhớ, muốn giữ tài sản của mình cho nó bền thì phải chăm giữ giới. Nghe không? Đừng để cho mình phóng dật buông lung mà phạm vào giới, phá giới. Thứ hai, người phạm giới thì bị tiếng xấu đồn xa. Đây là nguy hiểm thứ hai. Cái người phạm vào giới rồi, thế nào rồi tiếng xấu nó cũng sẽ đồn xa. Nghe không? Ở đây thì Thầy nói không phải là tại gia Phật tử đâu, mà kể cả chư Tăng. Phạm vào giới rồi, thế nào rồi người ta cũng đồn xa. Thứ ba, người phạm giới khi đi đến hội chúng nào đều đến với tâm trạng sợ hãi. Đây là điều nguy hiểm thứ ba. Một người mà đã phạm vào giới rồi thì khi đi đến một hội chúng nào đó thì cái tâm nó thường hay sợ hãi, nó không được an ổn. Vào trong chúng là tâm không an ổn. Đấy. Còn cái người mà người ta không phạm giới, người ta không phạm cái tội nào thì người ta đi đâu người ta cũng bình thản, an lành. Còn mình có phạm giới thì tâm mình nó không an ổn. Đấy, mình đến hội chúng nào mình không an ổn. Nhất là ở đây Thầy nói vào hội chúng chư Tăng mà thanh tịnh. Một vị mà Tăng mà phạm giới mà vào cái hội chúng chư Tăng thanh tịnh là vị này rất sợ. Không phải là cái gì mà tự cái tâm mình nó sợ hãi. Đó, do cái năng lực của giới đức nó làm cho mình sợ hãi. Đó, làm cho mình sợ hãi, chứ không cái chuyện gì lạ cả. Đó. Rồi chúng quỷ thần nữa làm cho mình sợ hãi. Đó. Chứ còn người ta mà giữ được giới tốt thì người ta chẳng sợ gì cả, người ta rất bình thản. Thì Phật nói đây là cái điều nguy hiểm thứ ba. Người phạm giới khi chết thì tâm trí bị si ám. Đây là điều nguy hiểm thứ tư. Cái người phạm giới, người phá giới đến khi chết, tâm trí tự nhiên nó tăm tối, nó si ám, nó không sáng suốt được. Nghe không? Thế người mà có trì giới tốt, thanh tịnh thì đến khi chết tâm rất sáng suốt. Thế còn người mà phạm giới thì tâm sẽ tối tăm, si ám. Đấy. Trong bài tựa của giới kinh ấy, người mà phạm giới khi chết lòng sợ hãi, tự nhiên nó sợ hãi, tự nhiên sợ hãi. Ở đây Thầy muốn nói tức là sao? Người này trong khi sống vào phạm giới mà không biết sám hối, không biết sửa đổi. Tất nhiên không phải nói như thế là chúng ta từ ngày chúng ta thọ giới chúng ta không phạm. Chúng ta có thể phạm, đã bị phạm, nhưng chúng ta biết sám hối, biết ăn năn và biết sửa đổi. Nó khác. Còn người này phạm, phá phạm, không ăn năn, không sám hối, không sửa đổi, thì người này đến lúc chết lòng sẽ sợ hãi. Đến lúc chết tâm sẽ si ám, tối tăm. Vì cái nghiệp nó đến nó che, không thể sáng suốt được. Rồi, người phạm giới khi mạng chung, tức là khi chết, sẽ bị sinh vào ác thú, đọa xứ, địa ngục. Đây là nguy hiểm thứ năm. Người phạm vào giới rồi, đến khi mệnh chung, bỏ thân xác này, bị sinh vào ác thú, đọa xứ hoặc vào địa ngục. Đây là điều nguy hiểm thứ năm. Chắc chắn người này bị vào chỗ đó. Phạm tội không sám hối, giữ để trong tâm che giấu. Nghe không? Che giấu. Không phát lộ sám hối, không sửa đổi, thì người này chết là đọa. Mà đọa có thể xuống địa ngục. Đấy, kính thưa đại chúng. Cho nên ấy, đa phần ấy, chúng ta ở trần gian này nếu không tu tập thì chết đa phần là đọa. Để mà đủ cái duyên phước tái sinh làm người, ít nhất phải trì được 5 giới. Trì được 5 giới mới được đủ cái phước duyên để tái sinh, cái đủ nhân duyên đấy để tái sinh làm người. Thế còn ở đây chúng ta tại sao mà cũng có những người là người mà họ lại tệ hơn cả con vật, là vì người này đã trả hết nghiệp của thú vật mới đầu thai làm người. Có một dạng là hết nghiệp là loài thú tái sinh lên làm người. Thế còn chúng ta đang là kiếp người này này, mà để được sinh làm người trở lại thì phải biết tu tập 5 giới, giữ gìn 5 giới, chứ không mình lại đọa, không mình lại đọa. Nghe không? Đấy, nó như vậy. Đấy, trong cái trang website của chùa mình đấy có cái câu chuyện mà cái ông lão này 70 mấy tuổi đấy, chết đọa làm con lợn ở trong tỉnh gì đấy. Đó, con lợn này nó về, hình như là thầy đọc trong đấy nữa, nó hình như có biết hút thuốc lá đấy sao ấy. Thế rồi con ông là nó làm cả chiếu nệm cho con lợn nó nằm bình thường, nó vào nằm bình thường y như ông bố ấy, lúc ông còn sống. Cái giờ đại chúng giờ cái trang website của mình ra những câu chuyện luân hồi thấy đấy, nó rõ như vậy. Đọa là cho nên chúng ta chết rồi chúng ta đọa rất nhiều, không phải bỗng dưng mà Phật thuyết cái bài kinh là đất ở móng tay. Đức Phật nói là cái số người á, ở trên nhân gian này này chết rồi đọa xuống nhiều như đất ở đại địa, còn cái người mà tái sinh trở lại làm người ít như móng tay, như đất móng tay thôi. Đấy, thì chúng ta khó không? Rất khó, rất khó. Thế còn số lượng những người từ các cái ác thú hết nghiệp tái sinh lên làm người rất là nhiều, nhất là thời mạt Pháp này của chúng ta, từ ngã quỷ, từ địa ngục, từ súc sinh, nó mãn cái nghiệp ấy trồi lên làm người. Nhưng mà cái tính thú, cái tính gì ngã quỷ nhiều lắm. Để chúng thấy không? Nhất là thời mạt Pháp này rất nhiều, cho nên cái phẩm chất của con người bây giờ nó kém hơn ngày xưa. Là vì sao? Vì từ cái đẳng cấp rất thấp mà tái sinh lên làm người. Đó, thì làm sao được, thì làm sao mà họ tốt ngay được. Đấy, chúng ta thấy không? Này các gia chủ, có 5 điều lợi ích làm cho người giữ giới. Thế nào là 5? Ở đây, này các gia chủ, người giữ giới do nhân duyên không phóng dật nên được tài sản lớn. Đây là lợi ích thứ nhất. Cái người sống ở trên đời không phóng dật thì người ấy có cái duyên phước để sẽ được cái tài sản lớn. Nghe không? Có duyên phước. Rồi sao nữa? Người giữ giới tiếng tốt sẽ được đồn xa. Cái người có giữ giới, cái tiếng tốt của họ sẽ được đồn xa. Người giữ giới khi đi đến hội chúng nào đều đến với tâm trạng không có sợ hãi. Đây là cái điều lợi ích thứ ba. Cái người có giữ giới họ đi đâu họ cũng bình thản, không sợ gì cả. Người giữ giới đến khi chết tâm trí không bị si ám. Đây là lợi ích thứ tư. Người giữ giới khi mạng chung được sinh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Đây là lợi ích thứ năm. Đấy, Phật nói người giữ giới khi chết ấy, họ được sinh vào những cái chỗ tốt, hoặc lên cõi trời, hoặc tái sinh trở lại làm người. Tái sinh trở lại làm người. Đấy, đấy là 5 cái điều lợi ích của việc trì giới. Thì kính thưa đại chúng, qua cái phẩm cư sĩ này, Đức Phật nói rất kỹ về bổn phận của người Phật tử tại gia, người cư sĩ tại gia. Chúng ta là một trong tứ chúng của Phật. Nghe không? Chúng ta ở ngoài, chúng ta hộ trì cho Phật Pháp. Chúng ta cũng đem Phật Pháp vào trong cuộc sống. Chúng ta cũng là đại diện phải không? Thì chúng ta phải thực hiện cái bổn phận người Phật tử tại gia cho nó đầy đủ. Nếu ai cũng biết suy nghĩ điều này thì chắc chắn là Phật Pháp của chúng ta rất là hưng thịnh. Phải không? Xã hội là tin tưởng, xã hội tin tưởng. Và chúng ta như vậy, chúng ta là hoa sen, là viên ngọc trong hàng cư sĩ.